Xin chào, hôm nay VKids sẽ hướng dẫn phụ huynh cách cài đặt ứng dụng VKids Edu trên máy tính. Bước 1. Mở trình duyệt web. Sau đó nhập địa chỉ web vkidsapp.com/tải app. Một trang web tải phần mềm sẽ hiện ra, nhấn vào tải phiên bản cho máy tính. Quá trình tải xuống bắt đầu. Chúng ta sẽ chờ tải xuống hoàn tất. Sau đó nhấn hiển thị trong thư mục. Đây chính là file cài đặt phần mềm chúng ta vừa tải về. Nhấn nút chuột trái để cài đặt phần mềm. Một bảng hiện lên, nhấn run. Tiếp theo nhấn nút extract. Sau đó sẽ tự động xuất hiện một thư mục có tên VKids Edu. Mở thư mục đó. Chúng ta sẽ thấy ứng dụng vkidsedu.se. Nhấn nút chuột trái để mở ứng dụng. Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công ứng dụng VKids Edu trên máy tính. Phụ huynh có thể đăng nhập tài khoản, thao tác ứng dụng như trên phiên bản điện thoại. Chúc phụ huynh cài đặt thành công. Nếu gặp khó khăn, liên hệ ngay hotline 037 472 3555 để được trợ giúp.